Xin chào các cháu. Thì hôm nay là bà Gấu Vlog sẽ làm món cắt xả Hello và xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu Đây và rất vui được gặp lại các bạn trong Gấu Ơi Ăn Gì. Ở nay Sài Gòn như thế nào rồi đó thì mình cũng rất là lười ra đường các bạn. Trời mưa mình sẽ bị viêm xoang rồi mình nhức đầu, những đọc kinh khủng của mình lười cực kỳ lười luôn. Nãy mấy bạn trong mấy channel đã rủ mình đi ăn, đi ra ngoài ăn món này món kia, món thế này món thế nọ, nhưng mà mình đã từ chối. Thì mình được Châu Giang giới thiệu cho mình một cái quán ở trên Instagram, một cái quán mà khi mà lên đó thì các bạn sẽ thấy là toàn đồ ăn không luôn. Đây là toàn bộ phần ăn mình đặt về. Đây là phần ăn siêu to và siêu bự của Gấu. Không có cay thôi, tại vì mình là một thằng không thích ăn cay các bạn. Mình có hỏi quán thì những cái set nào mà gọi là người ta đặt nhiều thì quán có tư vấn cho mình là set này, set này, set này, set này. Có kim bắp nè, có mì Ý nè, có bạch tuộc với lại tteokbokki nè, nói chung là rất là nhiều. Và hôm nay mình sẽ ăn và review cho các bạn thử coi cái quán này nó có ngon hay không nha. Bây giờ bắt đầu sẽ ăn thôi. Đây là một cái cục kim bắp miso gì đó. Cũng ok, cũng khá là ngon đó bạn. Đây là một cái cục gì đó. Hình như là mình đã chọn sai cái khay để ăn đầu tiên đấy bạn. Bởi vì cái khay này á, nó đồ chiên nó rất là nhiều. Cái này á là kim bắp chiên giòn, còn cái này là miếng trộn Hàn Quốc. Cái phần kim bắp này thì có vẻ như là họ chiên hơi quá lửa một xíu, cho nên cái cảm giác của mình ăn á, nó vẫn giòn nha, nhưng mà có điều là cảm giác mình ăn thấy cái cục kim bắp này nó hơi bị khô một tí. Mình thích cái kiểu khi mà giòn mà cắn vô bên trong thì nó sẽ kiểu nó mềm và nó hơi ướt, nó sẽ ngon hơn. Không như là tùy cục thì phải. Nãy mình ăn cục kia nó khô quá chừng luôn, còn cục này thì nó bình thường à. Thì mình thấy cái quán này á, nó có một cái đặc điểm lạ là nó không hẳn là đồ ăn Hàn Quốc không, còn có cả cua, tôm. Ngoài kim bắp là của Hàn Quốc ra rồi nè, đây là có miếng trộn nè, rồi có tteokbokki lắc phô mai nè, rồi có bạch tuộc với lại sốt tteokbokki, còn có như là sushi, đây gọi là sushi của họ. Nhìn chung qua thì là những cái miếng trứng, những miếng thanh cua, xúc xích và những cái cục tôm gì đó thì họ sẽ để họ nắng lên một cục cơm như thế này. Thì về hình thức thì nó giống như sushi vậy đó. Cái cách chế biến thì nó như là nó đã sai rồi. Tại mình là người rất thích ăn sushi thì cái này nó chế lại thôi. Thì mình là người chưa trải nghiệm được nhiều về món ăn Hàn Quốc nên là mình chỉ hôm nay là mình khi mà mình ăn á, mình chỉ đưa ra cho các bạn là ngon hoặc là không ngon, hoặc hơi mặn, hơi ngọt hay như thế nào đó thôi, chứ mình không đưa ra nhận định chính xác được về cái đồ ăn Hàn Quốc. Tại mình có bao giờ được ăn đồ ăn Hàn Quốc gọi là chính thống đâu, nên là mình sẽ nói theo cái khách quan thôi. Đây là bánh gạo lắc phô mai. Bánh gạo được chiên giòn lên, sau đó lắc cùng với phô mai. Vừa ăn và ăn cũng được, cũng ngon, không ngon, hợp lý. Mình sẽ thử mì Ý nha. Mì Ý thì Có xúc xích là xúc xích view. Nói chung là xúc xích này là một loại xúc xích xịn của Vi Săn. Về phần mì thì sốt của mì á thì được làm từ cà chua, băm ra rồi nấu lên thành cái nước sốt này. Khi mà chúng ta ăn á, chúng ta sẽ nghe rõ vị cà chua trong này luôn. Rất là khen là khi đã sử dụng xúc xích này để làm món spaghetti này. Bởi vì á, cái spaghetti mà hay thường bán ở trong trường các bạn biết là làm bằng xúc xích, mà xúc xích ăn liền á, xúc xích mà mấy nhỏ hay ăn á, rồi xong làm cái này ăn cực kỳ cháo, nhưng mà này được có xúc xích ngon. Rồi đến mình sẽ thử tới đó là cái một miếng kim bắp truyền thống mà có sốt mayonnaise trên này. Cơm nấu khá là hơi nhão, gạo thì mình phải thử một miếng nữa để mình dám nói với các bạn là nó như thế nào đó. Theo cái kiến thức gọi là hạn hẹp của mình về ăn kim bắp ngon á, thì khi mà mình ăn kim bắp á, thì mình phải cảm nhận được thứ nhất á, là cái phần thơm của cái rong biển bên ngoài. Tiếp đến á, là cái độ dẻo và cái độ xốp của cái phần gạo bên trong. Và cái phần nhân bên trong sẽ là cái phần mà tạo nên cái hương vị cho miếng kim bắp. Thì hồi nãy giờ thì mình ăn, mình có chấm vô tương, mình chấm rất nhiều. Nên mình ăn hai miếng kim bắp này, nó chỉ cảm giác giống như là một cục bột nó ở trong miệng mình nhé các bạn. Có thể là do quán là nấu gạo hơi bị nhão quá. Nếu mà quán nấu gạo mà nó hơi dẻo thôi, không cần nhão, chỉ cần gạo dẻo thôi là Gấu nghĩ là nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ ăn đến một miếng sushi, và cái sushi là đặc biệt là không có chấm với lại nước tương hay là wasabi vậy đó các bạn, mà chúng ta sẽ chấm với lại tương ớt hoặc là tương cà gì đó. Trong cái bịch này thì mình vẫn còn cái tương cà và cái mayonnaise của cái kim bắp này, mình sẽ chấm luôn, ăn luôn cho rồi. Phần thanh cua bên trên thì cũng giống như là bất kỳ cái phần thanh cua nào mà các bạn có thể mua được ở trong siêu thị, hoặc có thể là ngon hơn khi các bạn lựa những cái loại thanh cua mà đắt tiền hơn. Với sushi, ngoài cái phần nguyên liệu ở phía trên nó phải tươi, thì cái phần cơm ở dưới nó cũng khá là quan trọng. Khi mà mình chỉ cần cầm một cái đũa nhẹ vô vậy thôi là cái phần cơm nó đã kiểu nó bị lỏng lẻo và nó rớt ra rồi các bạn ha. Lúc mà mình ăn, mình cho vô miệng á, thì cái phần cơm này nó xốp, có cái chỗ thì nó dính. Quán nấu quá nhão, đâm ra nó làm cho cái cục sushi chúng ta ăn sẽ không cảm nhận được hạt gạo trong miệng chúng ta, mà chúng ta chỉ cảm nhận giống như là một cục bột, và nó cục bột nó trộn với lại một thanh cua. Cái phần cơm bên dưới á, nó quá nhão đi, và khi chúng ta ăn á, chúng ta sẽ cảm thấy là bị ngán. Cái phần cơm á, thì nó bị một cái là nó có cái chỗ thì nó tơi cơm, có chỗ thì nó dính lại với nhau, ăn rất là khó chịu. Và cảm giác khi ăn một cục sushi á, nó đòi hỏi cái người mà làm ra cục sushi á, họ phải nắn cục cơm rất là kỹ, để làm chi khi mà cái thực khách mà họ đưa cái cục cơm đó vào miệng á, thì họ sẽ cảm nhận trọn vẹn hết được cái tinh túy của cái miếng sushi đó, vừa là một lát sashimi ở trên và cục cơm nằm dưới. Mình chỉ đang muốn nói với các bạn về cái tiêu chuẩn của mình với một cái cục sushi là nó như thế nào. Đó không phải là tiêu chuẩn chung, mà đó là cái tiêu chuẩn của riêng cá nhân mình thôi. Thật ra các bạn nên hiểu rằng là khi chúng ta làm một cái gì đó rất là nhiều, ví dụ chúng ta ăn nhiều, thì chúng ta sẽ có cái sở thích về cái món đó. Ví dụ mình sẽ thích như vậy. Mình nghĩ luôn nha là cũng có nhiều người sẽ thích những cái điều đó giống mình. Cái miệng mình cũng tự tin là cũng là cái miệng của toàn dân đó các bạn, nên là nhiều người cũng có khẩu vị giống mình đó. Đây là cơm trứng gì nè, kiểu mà cơm rang rồi có một cái miếng trứng ốp lên đó các bạn. Tất cả những cái món ăn ở đây luôn, điều quan trọng nhất của nó đó chính là phần cơm, phần gạo được nấu từ nó. Nhưng tại sao mình nói là cơm không ngon? Bởi vì ba mình là một kỹ sư, là một cái người mà chuyên kiểm định gạo hồi xưa, nên là ba mình làm cái công việc về lương thực đó các bạn. Thì từ nhỏ mình đã kiểu ăn được những cái gạo mà ba mình nói đây là cái gạo ngon, đây là cái gạo dở, thì từ nhỏ là ba mình đã cho mình biết được cái gạo thế nào là ngon, thế nào là dở. Thì cái gạo này là cái gạo dở. Có thể là do cách nấu của cái quán này mà nó làm cho những cái món ăn ở đây thực sự là ăn khá bị ngán. Từ những cái miếng trứng đến những cái cơm ở đây, mình nghĩ cái cơm này nó nấu quá là nhão luôn á các bạn, nấu rất là nhão luôn. Thì nãy giờ mình thấy á là có là cái này đây, cái kim bắp chiên giòn này, mì ý này và cái tteokbokki. Nói chung là tất cả các tteokbokki ở đây luôn là ăn ok, đó là những cái phần này ăn khá là ok. Hồi nhỏ nhà nghèo lắm, hồi nhỏ nhà siêu nghèo luôn, thấy người ta ăn mì ý, biết mì ý là cái gì đâu, cái mẹ mới nấu mì gói xong cái mẹ mới xào thêm cà chua rồi á, cái mẹ đổ vô cái mì đó, mẹ nói đó là mì ý. Thế là ăn từ nhỏ riết tới lớn là quen, nên là mình vô cùng thích cái vị mà từ cái cà chua xong bầm ra, xong hầm cái nước cà chua lên rồi sốt lên mì. Kiểu này mình rất thích kiểu này, bởi vì đó là cái hương vị tuổi thơ của mình các bạn. Mấy này các bạn có thấy cái intro mới của mình không? Khoan vô đây, anh nói nghe nè. Hôm bữa anh nhớ anh nói với tôi làm cho anh cái intro mới, là xong rồi anh thưởng cho tôi một mớ tiền, anh nhớ không? Rồi bây giờ gần 1 tháng trời là cái intro mới rồi. Các bạn thấy intro mới mình làm được không? Nếu có thì thôi em ngồi xích qua đây nè. Thì bây giờ cái tiền đó nằm ở đâu? Thôi, ăn miếng đi. Cái gì, cái intro mới nằm ở đâu? Thì cái nằm ở cái clip em sắp dựng đó. Anh mua hết đồ ăn rồi. Này là tiền của tôi á hả? Ừ, thôi ăn đi thì tiền bạc thì anh em mình tính sao. Bây giờ mình cứ ăn trước đi, ăn cho nó ok ha. Rồi. Không, tiền đây.